Ngày 16 tháng 3, Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực thành phố Hồ Chí Minh tổ chức cuộc họp định kỳ tháng 3 năm 2023. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì. Cùng dự còn có các đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Phó Trưởng ban chỉ đạo, Lê Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo cùng các đồng chí Phó ban chỉ đạo. Tại cuộc họp Ban Nội chính Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo đã đánh giá các kết quả đã đạt được trong tháng 1 và tháng 2 năm 2023. Đồng thời, Ban chỉ đạo thông qua nhiều nội dung quan trọng có liên quan đến tiến độ điều tra các vụ án, vụ việc tham nhũng tiêu cực. Cùng với đó đề ra phương hướng hoạt động của Ban chỉ đạo, thường trực Ban chỉ đạo trong thời gian tới. Kết luận cuộc họp, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên chỉ đạo một số nội dung quan trọng, trong đó giao cho các thành viên Ban chỉ đạo, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm các kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực tại phiên họp thứ 23, đồng thời bám sát theo dõi đôn đốc tiến độ giải quyết cụ thể từng vụ việc vụ án. Cùng với đó triển khai xây dựng đề án một số giải pháp bài học kinh nghiệm để phòng ngừa hành vi vi phạm tham nhũng tiêu cực lãng phí trong hệ thống chính trị và doanh nghiệp nhà nước, qua đó nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa và phát hiện xử lý hành vi tham nhũng tiêu cực trên địa bàn thành phố. Thường trực Ban chỉ đạo thống nhất đưa vụ án liên quan đến công ty cổ phần kinh doanh F88 vào diện Ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo. Đối với vụ án tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và một số trung tâm đăng kiểm, Thường trực Ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo xuyên suốt từ đầu, từ lúc phát hiện đến nay và cũng đã đưa vào diện theo dõi chỉ đạo. Trước đó, ngày 12 tháng 1, tại phiên họp thứ 23, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã thống nhất bổ sung vụ án xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và một số trung tâm đăng kiểm vào diện Ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo. Theo đó, tất cả các hành vi tham nhũng tiêu cực xảy ra ở địa bàn nào, địa phương nào thì trách nhiệm của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực ở địa phương đó phải lãnh đạo chỉ đạo phát hiện xử lý. Đến nay, vụ án tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh đang được mở rộng đẩy nhanh tiến độ điều tra về các tội môi giới hối lộ, đưa hối lộ, nhận hối lộ, giả mạo trong công tác.